Cảnh sát
được chạy chạy chiếc xe đạp. Đợi đã em, hãy đeo những thứ này. Đội mũ và đeo đồ bao hộ phòng khi em bị ngã. Bọn chị sẽ dạy em cách đi xe đạp. Đặt chân em lên bàn đạp của xe đạp nào. Giờ thì đạp bàn đạp để chúng quay vòng. Bánh xe và bàn đạp quay vòng. Em sẽ thử chạy trên chiếc xe đạp mình. Đạp xe quay nhanh chạy trên chiếc xe đạp. Ờ, ôi không, em đã sai. Em đừng lo, mình cùng tập lại nào. Yeah.